bảy mẹo cực đỉnh từ thứ quả có ngay trong vườn giúp ngủ ngon tức thì. Chào mừng quý cô bác đã đến với kênh Sức Khỏe Đời Sống HIT3. Những cô bác nào hay mất ngủ, ngủ không ngon, nằm xuống thì trằn chọc mãi không ngủ được. Thì trong video ngày hôm nay, tôi sẽ bật mí cho các cô bác với bảy mẹo cực hay từ loại quả giúp các cô bác đặt lưng xuống giường là ngủ một mạch tới sáng. Đặc biệt, loại quả này còn có tác dụng tích cực bảo vệ sức khỏe của mình mà các cô bác có thể thực hiện ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, rất nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần các cô bác kiên trì sẽ giúp các cô bác ngày càng khỏe mạnh hơn. Ngay sau đây, xin mời các cô bác cùng vào nội dung đầu tiên nhé. Thứ nhất, bài thuốc chữa mất ngủ bằng quả chuối xanh. Đây là bài thuốc được rất nhiều người xưa lưu truyền trong dân gian. Chỉ cần các cô bác chuẩn bị một vài quả chuối xanh rồi bỏ vỏ đi ngâm với nước để loại bỏ nhựa, đem thái lát nhỏ và phơi khô, sau đó nghiền nát thành bột chuối. Cô bác dùng bột chuối này trộn với mật ong ăn hàng ngày sẽ giúp cải thiện chứng mất ngủ vì trong chuối chứa nhiều vitamin, hỗ trợ tốt cho tiêu hóa, giúp cơ thể luôn trong trạng thái thoải mái, thư giãn và đầy năng lượng. Ngoài ra, các cô bác có thể làm trà chuối xanh để trị mất ngủ. Giống như các loại trà khác, trà chuối xanh giúp các cô bác loại bỏ các độc tố của cơ thể cung cấp rất nhiều chất chống oxy hóa và cải thiện tiêu hóa cũng như bảo vệ sức khỏe tim mạch. Đầu tiên, các cô bác có thể chuẩn bị một quả chuối xanh và một cốc nước. Chuối xanh bỏ vỏ, cắt hai đầu và bỏ vào nước đun sôi khoảng 5 đến 10 phút. Cũng có thể thêm bột quế hoặc mật ong, đợi nước nguội rồi rót trà vào tách, uống như các loại trà khác. Vì trong mật ong cũng có một nguyên liệu tốt cho thần kinh, mật ong chứa nhiều vitamin và dưỡng chất giúp các cô bác bài tiết chất độc giảm căng thẳng, thư giãn tinh thần, mật ong kết hợp với chuối xanh sẽ trở thành vị thuốc bổ dưỡng, hỗ trợ giấc ngủ. Thứ hai, tác dụng thần kỳ từ quả sung chữa mất ngủ. Đây là một loại quả được coi là thuốc bổ dùng cho người mới ốm dậy, kém ăn. Ăn quả sung giúp các cô bác ngủ ngon và loại bỏ các rối loạn mất ngủ. Đặc biệt, chất nhựa từ quả sung xanh có tác dụng giúp các cô bác ức chế sự phát triển của nhiều loại tế bào ung thư làm chậm quá trình di căn tế bào ung thư trong ung thư máu và ung thư bạch huyết và nhất là ung thư đường tiêu hóa. Ngoài ra, nhựa sung được người xưa coi là một vị thuốc quý để chữa bệnh nhức đầu và một số bệnh ngoài da khi sưng đau, tụ máu. Các cô bác có thể dùng nhựa sung phết lên giấy, dán vào hai bên thái dương để tăng thêm hiệu quả khi dùng nhựa sung bôi bên ngoài. Các bác ăn thêm lá sung non hoặc uống nhựa sung với một chén nhỏ hòa với nước đun sôi để nguội và uống trước khi đi ngủ nhé. Thứ ba, ăn hạt rẻ cười chữa mất ngủ. Hiện nay, tình trạng mất ngủ là nỗi phiền toái của rất nhiều các cô bác. Tuy nhiên, trong hạt rẻ cười, có một loại chất tự nhiên có lợi cho chất lượng giấc ngủ, đem lại nhiều lợi ích sức khỏe khác như hoạt động chống oxy hóa và đặc tính chống viêm, giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Ngoài ra, ăn hạt rẻ cười cũng có vai trò trong việc chống ung thư, bảo vệ tim mạch, chống lại bệnh tiểu đường, chống béo phì hoạt động bảo vệ thần kinh và chống lão hóa. Tuy nhiên, cô bác không nên ăn quá nhiều vì hạt dẻ cười chứa nhiều calo, có thể có tác dụng ngược trong việc giữ cho tinh thần tỉnh táo. Thứ tư, hạnh nhân. Hạt hạnh nhân là một nguồn dưỡng chất tuyệt vời giúp an thần trị mất ngủ, cải thiện giấc ngủ và không bị gián đoạn. Ăn hạnh nhân mỗi ngày có thể giúp các cô bác điều trị chứng mất ngủ và khó ngủ tốt hơn. Đây là loại hạt rất dễ tìm, dễ sử dụng. Các cô bác có thể mua và sử dụng hạt hạnh nhân sấy khô, ăn trực tiếp hoặc xay nhuyễn, pha với sữa uống trước khi đi ngủ. Mỗi ngày cô bác ăn một ít lượng hạnh nhân sẽ là một cách dễ dàng để cải thiện và điều trị chứng mất ngủ. Ngoài ra, hạnh nhân còn có thể giúp các cô bác phòng ngừa các bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, giúp cô bác cung cấp chất béo tốt cho cơ thể mà không gây thừa cân béo phì. Thứ năm, ăn sữa chua. Sữa chua đông đặc giống như một loại thuốc tự nhiên giúp điều trị chứng mất ngủ và gây buồn ngủ và nó còn giúp các cô bác cải thiện hệ thống tiêu hóa, hấp thụ các khoáng chất và các chất dinh dưỡng thiết yếu. Đây là thực phẩm an thần dễ ngủ. Không những thế, nó còn rất tốt cho hệ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng, giữ dáng, đẹp da, tốt cho trẻ nhỏ và người trưởng thành. Ngoài những công dụng tuyệt vời trên, sữa chua còn có lợi cho giấc ngủ. Đây là loại thức uống trị mất ngủ, thực phẩm dễ ngủ và các cô bác có thể sử dụng được ở mọi độ tuổi sử dụng dễ dàng đấy ạ. À. Thứ sáu, nhụy hoa nghệ tây. Nhụy hoa nghệ tây được rất nhiều người xem là thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp, đặc biệt là có khả năng trị mất ngủ, có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào của các cô bác, chống lại quá trình oxy hóa. Để làm trà nhụy hoa nghệ tây trị mất ngủ này, đầu tiên các cô bác đun sôi nước, trong khi chờ đợi nước sôi, các cô bác cho lá trà tùy ý và nhụy hoa nghệ tây vào một ấm trà lớn sau đó, đổ nước sôi và chờ trong vài phút. Tiếp theo, các cô bác cho một thìa mật ong vào ly rồi rót trà ra ly từ từ và nêm nếm cho vừa vị. Hoặc các cô bác có thể chế biến món cơm nhụy hoa nghệ tây ăn hàng ngày để tăng cường dưỡng chất, cải thiện tinh thần cho người rối loạn giấc ngủ. Chỉ cần các cô bác vo gạo với nước sạch, chắt khô nước đi để lấy phần gạo. Cho một ít dầu ô liu vào nồi, chờ dầu nóng rồi các cô bác cho hành băm nhuyễn vào cho thơm. Sau đó Đổ gạo đã vo và trộn lên cho thật đều. Cô bác dùng 3 đến 5 nhụy hoa hoặc nhiều hơn nếu lượng gạo nhiều. Sau đó, cô bác ngâm nước nóng cho ra màu rồi đổ cả nước và nhụy hoa vào nồi gạo. Căn chỉnh lượng nước tùy vào sở thích khô hay dẻo của các cô bác. Thịt gà thì các cô bác luộc chín, xé nhỏ để ăn cùng với cơm. Món này sẽ giúp các cô bác bảo vệ cơ thể khỏi các rối loạn ảnh hưởng đến thần kinh, có thể làm giảm viêm và tổn thương oxy hóa trong não làm tăng khả năng tăng cường trí nhớ và chống viêm. Ngoài ra, trong các thành phần của nhụy hoa nghệ Tây có thể tiêu diệt các tế bào ung thư đại tràng, làm giảm sự phát triển của các tế bào này mà không gây ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh khác. Hiệu quả này không chỉ áp dụng đối với tình trạng ung thư đại tràng mà còn có thể áp dụng với các tế bào da, tủy xương, tuyến tiền liệt, phổi, vú, cổ tử cung và nhiều tế bào ung thư khác nữa đó các cô bác. Cách uống nhụy hoa nghệ tây chữa mất ngủ vốn là cách làm đơn giản, có thể thực hiện tại nhà. Tuy nhiên, để phát huy hết công dụng của loại thảo dược thiên nhiên này, các cô bác cũng cần lưu ý tránh mua nhầm nhụy hoa nghệ tây giả kém chất lượng vì có thể mang lại rất nhiều tác hại cho sức khỏe. Không nên sử dụng quá liều, giới hạn tối đa dùng khoảng 50 sợi mỗi ngày. Nên các cô bác bắt đầu bằng lượng nhỏ trước để lắng nghe cơ thể, ngừng sử dụng ngay lập tức nếu các cô bác có bất kỳ dị ứng hay dấu hiệu bất thường nào sau khi sử dụng nhụy hoa nghệ tây nhé, nên sử dụng nước nóng có nhiệt độ khoảng 70 đến 80 độ để ngâm nhụy hoa nghệ tây. Nhụy hoa nghệ tây có công dụng cải thiện mất ngủ nhưng cần nhiều thời gian để nhận thấy hiệu quả. Vì vậy, để phòng ngừa chứng khó ngủ, mất ngủ, ngủ không sâu giấc và nâng cao chất lượng giấc ngủ, các cô bác nên kết hợp tập thể dục thường xuyên, không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn giúp tăng thời lượng và chất lượng giấc ngủ. Điều quan trọng là các cô bác cần duy trì thói quen tập thể dục với cường độ vừa phải. Tập luyện với cường độ cao quá sức có thể dẫn đến mất ngủ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến mất ngủ là do sự tiếp xúc với các thiết bị điện tử như xem tivi, sử dụng điện thoại di động và mạng xã hội có thể khiến các cô bác khó đi vào giấc ngủ hơn đó. Do đó, các cô bác nên ngắt kết nối tất cả các thiết bị máy tính, điện thoại trước khi đi ngủ. Mong rằng video ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho các cô bác về sức khỏe cũng như trong đời sống hàng ngày. Nếu các cô bác cảm thấy video này hữu ích, hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để ekip chúng tôi ra thêm nhiều video bổ ích khác nữa nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các cô bác trong các video tiếp theo.